hơn bộ phần ở Tiên Hắc Ám 2, Maleficent: Mistress of Evil, phần 2 của bộ phim Tiên Hắc Ám vừa tung trailer chính thức đầu tiên. Đây là phần tiếp theo của bộ phim đình đám ra mắt năm 2014 của Disney từng rất ăn khách. Trailer vừa hé lộ những bối cảnh như trốn thần tiên cùng những tình tiết mới gây chú ý. Ở phần này, công chúa Aurora được hoàng tử Philip cầu hôn và ngay lập tức cô đồng ý. Tuy nhiên khi chia sẻ chuyện này với mẹ, Aurora lập tức nhận sự phản đối với lý do tình yêu không phải lúc nào cũng kết thúc trong hạnh phúc bé con ạ. À như lời cảnh báo không tốt đẹp cho Aurora. Sailor cũng cho thấy cuộc đối đầu giữa Maleficent và nữ hoàng Ingrid, mẹ của Philip hoàng tử Philip. Việc nữ hoàng Ingrid công khai nhận Aurora là con gái mình khiến Maleficent nổi giận lôi đình và khai mào cuộc chiến mới. Điều khiến khán giả bất ngờ là ở phần này có sự xuất hiện của những người giống hệt tiên hắc ám, Maleficent, Mistress of Evil, tiên hắc ám 2, công chiếu ngày 18 tháng 10.